Ok rồi, xin các Thank bạn thì hiện tại mình đang dùng cái sự you kiện so của much. MSI And ra mắt now hai we'd bộ like cái chiếc to laptop invite gọi là phân khúc Satya dành cho to dân main dân, đó world chính là cái stage chiếc for the Best Phone world stage. 2. Thank you. Thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem sơ về cái chiếc máy này. Thì mình thấy là cái thiết kế của con Best Phone 2 này nó khá là giống tương tự với là cái chiếc Yamin, đó là con G65, nhưng thì nó sẽ trông gọi là đơn giản hơn và nó sang trọng hơn. Thì thấy là toàn bộ cái phần vỏ của cái chiếc BS42 này nó sẽ toàn bộ là chất liệu bằng kim loại và nó lập cái tông màu bạc, cho nên là nó sẽ giúp cho việc mà nó tốt từ sang trọng cũng như là nó sẽ trông gọi là sạch sẽ hơn. Thì đây là cái phần bên trong của chiếc máy, mình thấy là nó vẫn thử được những thiết kế đặc trưng của cái phiên bản mà G65 mà MSI đã đưa vào cho nó. Mình thấy là cái thiết kế phím của nó to nè, và khi mình gõ phím á, thì nó tạo cái cảm giác nó thoải mái, cũng như là mình thấy là hai cái hành phím nó vừa phải, cho nên mình có thử gõ phím thì con này nó cho cảm giác gõ rất là tuyệt vời và rất là ok. Đồng thời thì mình thấy là cái hiện tượng mà flex, tức là khi mình nhấn mạnh xuống như này á, thì gần như là không có, cho nên là mình đánh giá về cái độ build của cái máy này rất là tốt. Và đó thì nó cũng sẽ có luôn là một cái tông đèn nền trắng xanh để có thể xài ban đêm rất là thuận tiện ha. Thì phía trên này bạn sẽ có thêm là một cái phần gọi là hốc tai nghe phụ nữa, và đây có nút nguồn. Còn đây là cái phần cái tai, thì mình thấy là do cái máy này là nó kích thước là 14 inch, cho nên là cái phần cái tai này nó cũng gọi là vừa đủ. Tay mình hơi to ha, để bạn thấy là nó cũng gọi là vừa đủ luôn. Còn cái phần bàn rê này mình thấy là thay vì những hãng khác đó là họ đã làm vuông góc bốn cạnh, thì bây giờ nó sẽ được bo cong ở hàng cạnh trên như thế này, và hãng cũng trợ thêm cho nó hẳn luôn là một cái vân tay để mà tăng cường về các bảo mật hơn. Thì nói chung mình thấy là về cái hình thức bên trong thì nó vẫn rất là ok, gõ rất là sướng. Tiếp theo mình sẽ nói về cái màn hình. Thì cái chiếc BS42 này nó có thước là 14 inch, độ phân giải là Full HD và dùng cái tấm nền là ABS, cho độ phủ màu là sRGB là 100%. Thì cái điểm nổi bật của cái màn hình này chính là nó sẽ có một cái viền màn hình ở phía trên và hai cạnh bên rất là mỏng, nó tạo góc nhìn sẽ rộng hơn và tuyệt vời hơn, cho phép bạn có thể mà mang một kính giải trí như là xem phim hay mình trên sân ảnh, nó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì cái viền viền dưới nó vẫn còn khá là dày, thế là MSI đã thiết kế phần webcam nó nằm tuốt ở dưới như này, cho nên khi mình chát webcam thì nó sẽ nó hơi bị chú lên chút xíu ha. Thì đó là cái phần bên ngoài. Bây giờ mình cho bạn xem về cái bên ngoài của chiếc máy đây. Chúng tôi gọi đó Thì bạn là còn nhớ là những phiên bản mà dòng hiện B dạng sản series phẩm. trước đây của MSI thì nó chỉ có Phần một cái logo đầu của tiên MSI tôi được mạ rôm thôi, sẽ nhưng mà bây là giờ thì cái hãng đã mang hẳn cái logo gaming lên cái dòng doanh nhân luôn. Và mình thấy là cái tông màu bạc làm face xước nhìn xong như thế này ha, đấy rất là tuyệt vời. Đây là hai cái hốc tai nghe ở phía sau của cái máy này, thì nó sẽ được công nghệ tản nhiệt là Cooler Boost 3 với hai quạt và ba ống đồng. Còn về cổng kết nối thì nó vẫn được trang bị khá là đủ ha. Mình sẽ có phần cánh trái bao gồm là một cổng HDMI nè, đây là một cổng Type-C nhưng mà lại không có cái Thunderbolt 3, nó chỉ là 3.1 thôi. Đây là cái jack 3.5 để mình sạc tai nghe và mic và một số những cái đèn báo. Còn đây là cái phần cạnh phải của máy, mình sẽ có thêm là hai cổng USB 3.1 nữa, thêm một cổng Type-C, và đây là cái cổng thẻ nhớ SD, và đây là cái cổng khóa laptop. Thì đó là cơ bản của cái phiên bản mà BS42 này. Thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem mặt dưới nó ha. Đây là mặt dưới của chiếc máy, thì mình thấy là sẽ có hai phần loa ngoại đây, bốn năm một số những cái chân đế cao su nữa, và đây là hai cái ống nghe phụ nữa như thế này. Ok, thì đó là sơ bộ về cái phiên bản mà BS42. Thì theo như hãng cho biết á, thì cái máy này nó có thể cho một cái thời lượng lượng pin lên tới là 10 tiếng, nói chung thì mình rất là ok. Còn về cái của mình thì phiên bản BS42 hiện tại mình đang cho bạn xem á, là nó được trang bị là con chip xử lý Intel Core i5 thế hệ 8 nhập chip U, nó sẽ có là RAM 8GB cùng với một cái ổ SSD là 256GB và có cài đặt hoa rời là GeForce MX 150 2GB. Thì với cái của mình này thì ngoài cái việc bạn xài những cái tác bộ đơn giản thì bạn có thể xài được Photoshop nhẹ nhẹ rất là nhanh chóng cùng với lại cổ SD. Thì đó là về cái chiếc BS42. Ngoài ra thì MSI còn có tung thêm một phiên bản nữa mình thấy là cũng rất là hấp dẫn, đó chính là cái chiếc B65. Thì cái chiếc B65 này thì nó sẽ to hơn và dành cho bạn nào mà thích xài bằng kích thước lớn thì đây là một cái máy dành cho bạn ha. Thì mình thấy là về thiết kế của nó thì nó vẫn như là một cái phiên bản mà BS42 nó được phóng to ra, nhưng mà mình thấy là cái máy này thì có vẻ là nó rất đẹp mắt. Mình sẽ giảm sáng xuống đây. Mình thấy là về cái design bên trong của chiếc máy này thì nó sẽ khác một chút xíu so với lại cái chiếc BS42. Thì cái phần mà tản nhiệt phủ phía trên thì mình thấy là nó được làm những họa tiết dạng tô ong như thế này rất đẹp mắt ha. Chính giữa mình sẽ có thêm một cái nút nguồn nữa. Còn cái phần layout phím cũng như là về cái thiết kế thì nó vẫn tương tự, nó cho một cái cảm giác gõ phím rất là ok, phím to, gõ rất là sướng, và cái đèn nền tím màu xanh luôn, rất là sướng. Và toàn bộ cái phần chất liệu của cái máy này nó vẫn là chất liệu bằng kim loại và được làm nhẵn nhám như này ha. Tuy nhiên thì cái phần bàn rê này mình thấy là nó không được làm bo cong như là ở phần phía trên nữa, và cũng như làm truyền thống, và sẽ có thêm là có vị trí là vân tay một chạm được làm hình chữ nhật như thế này, chứ không phải dạng ngang như là trên BS42. Thì đó là về cái phần bên trong của chiếc máy. Tiếp theo là về cái màn hình, thì phiên bản này nó sẽ có thước lên tới là 15,6 inch, độ phân giải là Full HD, và nó cũng có được cái viền mỏng ở cạnh trên và hai bên như thế này, và nó cái viền mỏng nó chỉ khoảng là 4,9 mm. Thì mình thấy là cái viền mỏng này đây là một cái thiết kế xu hướng chung của những cái laptop hiện nay, nó giúp cho cái việc mà trải nghiệm hình ảnh sẽ tuyệt vời rất là nhiều. Rồi thì đó là về cái màn hình, thì mình thấy là cái bản lề của cả hai cái phiên bản này nó cho cái việc gập mở rất chắc chắn ha, gần như là không hề bị một cái hiện tượng bạo gì hết.
Thì đó là về cái màn hình này. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem về cái thiết kế bên ngoài của cái phiên bản mà B65 Creator. Đây, nó vẫn là logo của Gamesai. Tuy nhiên thì trên phiên bản mà B62 thì nó là phay xước dạng sọc, còn bây giờ cái máy này nó sẽ là dạng nhám, cho nên là nhờ vào cái tông màu này nó sẽ hạn chế được cái vấn đề bám vân tay. Còn về cổng kết nối thì đây là cái phần cạnh trái, mình sẽ có là một cái hốc tản nhiệt ha, cổng có laptop ở đây và một cái cổng ăn lan, và đây là hai cổng 3.1 USB và đây là cái jack 3.5 để mà mình xài tai nghe và mic. Rồi tiếp đó là cái phần cạnh phải mình sẽ có là cái hốc nhiệt đối xứng, và đây là cổng HDMI, thêm một cổng mini USB, một cái cổng là 3.1 chuẩn Type-C nhưng mà vẫn không có là Thunderbolt 3, và cuối cùng là thêm một cổng là 3.1 USB Type-A nữa và cổng nguồn. Thì đó là về cổng kết nối. Bây giờ mình sẽ bằng xem mặt trước ha. Đây là mặt dưới của chiếc máy thì mình thấy là nó sẽ có một cái hốc nhiệt phụ được làm rất là lớn như thế này, và đây là hai cái chân đế cao su nữa. Nói chung là đây là cái việc mà thiết kế lớn như thế này thì giúp cho cái việc mà tán nhiệt nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi cuối cùng là về cái cấu hình thì phiên bản mà B65 này nó sẽ có đi là con chip xử lý là Intel Core i7-8750H và nó sẽ có được là 16GB, cùng với đó là một cái ổ SD mà chạy RAID 0 luôn. Thì mình biết là chạy RAID 0 thì nó sẽ mang nó một cái tốc độ rất là nhanh ha. Cùng với đó thì nó sẽ được trang bị là card GeForce RTX 1060 là 6GB chuẩn MQ. Rồi nên là bạn vẫn có thể gọi là chỉnh sửa hình ảnh thông qua cái hình này với độ phủ màu cao cũng như là bạn có thể chơi game rất là tốt. Vì về cái tản nhiệt thì con này được trang bị là cái tản nhiệt là Colorboost GDT với 3 quạt và 4 ống đồng. Ok ha. Còn về pin thì nó vẫn được trang bị là pin cho phép dùng lượng khoảng là xài được 9 tiếng và cái trọng lượng của nó sẽ khoảng là dưới 2 kg. Đấy thì đó là về trên tay của mình về hai cái phiên bản dòng nhân dân mới của Masai, đó là chiếc B65 Vito và cái chiếc B42. Thì bạn nào có ý kiến gì về hai cái sản phẩm này thì bạn có comment bên dưới video, thì mình sẽ có một cái biểu chi tiết thật kỹ về hai cái phiên bản này cũng như về giá bán cho bạn xem kỹ hơn trong sắp tới. Rồi chào các bạn.